Em chỉ cần lột sạch ra, chỉ chừa lại cái đồng hồ trên tay thôi. Nhìn như vậy mới kích thích. Anh cũng kích thích đúng không? Để em. Anh gái, làm gì phải hấp tấp vậy? Ai đây? Đối tác. Đối tác là phải tương tác trên giường vậy hả? Đối tác chiến lược. Ai đây anh? Đối tác lâu năm. Em ơi, em ơi, nói giùm anh đi, không phải vậy đúng không em? Được tôi. Tôi à, anh còn bao nhiêu đối tác nữa hả? Ngưng hợp tác đi. Được tôi. Được tôi. Được tôi. Tục hết đi. Tục hết đi. Tôi cũng là đàn ông mà.